Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lucy Channel nha. Hôm nay Lucy và các bạn đang học xong rồi nè. Bây giờ ra khỏi trường rồi. Nhưng mà hôm nay tụi mình có một cái bữa tiệc sinh nhật. Tụi mình mới được mời á. Nhưng mà nhà của bạn Tim á ở xa lắm. Cho nên tụi mình phải tụ tập lại ở đây. Rồi sau đó đi xe buýt để đi đến nhà của bạn đó đi ăn sinh nhật nè. Ủa, chị Lucy, chị cũng được mời ăn sinh nhật hả? Có fan Lucy nữa. Ủa vậy hả? Còn có Lucy 2 rồi nữa, nhiều lắm. Đi thôi chị, đi nhanh đi tới nhà bạn Tim đi, để trễ giờ ăn sinh nhật á. Đúng rồi ha, mình tới chúc mừng sinh nhật bạn Tim mà mình tới trễ thì kỳ lắm. Em ơi, chuẩn bị xếp hàng đi lên xe buýt nè. Dạ dạ. Thôi lên thôi Raider. Dạ, đi lên. Ráp lên luôn đi em. Dạ. Chị, vui quá được đi chung với chị rồi. Hello Thư, tụi mình đi ăn sinh nhật em ha. Dạ, hồi hộp quá à. Không biết hôm nay mình ăn sinh nhật vui không nữa. Chắc chắn là vui rồi. Đi ăn sinh nhật là vô nè, mình chơi các trò chơi nè, rồi ăn bánh kem nữa. Trời ơi, còn phải nói vui biết bao nhiêu. Rồi, xong chưa mấy em, ngồi im nha. Trời mấy bạn ơi, nhà bạn Tim xa quá à. Đi mà từ buổi chiều mà miết tới giờ tối thui mới tới nơi luôn nè. Vô nhà thôi mấy em ơi. Nhà Tim kìa. Ủa Tim đâu rồi? Hello, chào các bạn. Các bạn tới sinh nhật mình hả? Nhiều quá, mấy bạn đến đúng giờ ghê luôn á. Ở trong đó có cần gì không? Tụi mình vô phụ cho. Ôi không cần gì đâu. Mấy bạn đã đi đường xa, thiệt là xa để đi tới đây rồi, là mình vui lắm rồi. Ủa Tim ơi, bạn mua có mỗi một cái nón mừng sinh nhật rồi hả? Còn dư không đưa tụi mình đội với? Mình chỉ có một cái à. Ơi mấy bạn vô nhà mình đi. Công nhận Tim đội cái nón mừng sinh nhật dễ thương quá ha. Rồi đây là nhà của mình nè. Mấy bạn cứ tự do đi khám phá nhà mình đi nha. Wow, còn có một cái hồ bơi toàn là trái banh luôn nè. Ý, Tim có nuôi con chó nữa. Còn đây là nhà kho. Trời ơi, cái phòng để quần áo của mình nó bự. Wow, Tim còn có bắn pháo bông nữa kìa. Chúc mừng sinh nhật nữa chứ. Mấy bạn lên lầu đi. Nhà mình có lầu á. Lên lầu coi có gì không dạ. Chắc đây là phòng có Tim quá. Có đồ chơi nữa kìa. Trời, có súng, có xe nữa. Đã nha. Mấy bạn, đến giờ ăn bánh kem rồi. Xuống ăn bánh kem nha. Ôi trời, mới nghe thôi là đã thấy ngon rồi đó. Ít mà quên, bây giờ mình phải chạy ra ngoài tiệm bánh, mình lấy cái bánh về đã. Mình đặt mà sao bao giờ họ chưa to đem tới nữa. Rủ xuống ăn bánh xong giờ chưa có bánh kem để ăn luôn hả? Mấy bạn ơi, ngồi đây coi tivi đi, ngồi ghé sofa coi tivi nè. Chị Lucy, chị có nghe cái tiếng gì không vậy? Tiếng gì là tiếng gì? Em nghe nó lạ lắm. Chị ơi, ngoài cửa sổ kìa. Oh my god, to quá vậy. Hả? Trời, hết rồi, vừa nói xong mới chui vô nhà luôn rồi. Con nhện tinh. Trời ơi, chạy. Cái vụ gì vậy? Trời ơi, sao mình lọt vô đây luôn rồi. Mình vô đây mình kéo em được không? Hả? Chị ơi, em bị nó bào túng rồi nè, mất máu rồi. Ui, nó đâu rồi, nó đâu rồi? Em không biết nữa. Tự nhiên nhà cúp điện cứ thui luôn rồi, chết tắt, bây giờ nó đâu mất tiêu rồi. Đây đó, em thấy cái con nhện tinh không vậy? Dạ, nó đang giếm mấy bạn kìa chị. Trời ơi, nó đứng ngay cái tivi kìa. Nó đang quan sát mình đó. Ủa sao nhiều con dữ vậy? Trời, Lucy mới thấy một con ngay tivi. Thì ra là nó biến hình. Bây giờ nó ở dưới ngay tivi hết rồi mà nó lên đầu á. Chị ơi, chị. Chạy. Ui, chị ơi, nó đâu rồi? Không phải nó là con quái vật không vậy chị? Chị cũng không biết nữa, đợi Tim về đi. Mình về rồi đây. Mấy bạn đói bụng rồi đúng không? Đây, mình có đem bánh kem về cho mấy bạn ăn nè. Nè Tim, gần nhà bạn có con quái vật hả? Trời ơi, quái vật làm gì có chứ. Thôi, qua đây đi ăn bánh kem đi nè. Thời buổi giờ rồi làm gì có quái vật nữa. Chắc là mấy bạn chơi game dữ quá, mấy bạn bị ám ảnh chứ gì. Qua đây ăn bánh kem đi mấy bạn ơi. Bánh kem ngon lắm nè. Thôi, chắc có thể là do tụi mình bị ám ảnh gì không? Cái tụi mình bị mớ. Qua ăn đi. Wow, trời, sao cái bánh này nó thơm dữ vậy. Trời ơi, yummy, mấy bạn la dữ quá. Ăn thì cũng phải từ tốn chứ, mấy em làm gì mà la dữ vậy. Đi thôi, có cái gì ở trong đó anh á. Có gì vậy đó đó? Có gì đâu mà. Rồi bánh kem thì nó chỉ có là đường, rồi bơ, rồi bò men nở chứ có cái gì đâu. Đi mua chỗ này ăn hoài chứ gì. Nhưng mà Raider bị dị ứng với lại cái men. Hả? Ủa? Raider có sao không vậy? Ôi không, xong rồi mấy bạn ơi. Nhanh lên. Mình phải đi tìm thuốc cho Raider uống thôi. Raider bị dị ứng thôi. Ôi trời ơi. Ôi, cứu. Ôi, người khó chịu quá, ngứa ngáy quá. Từ từ. Ta nhà của Tim chỗ nào có cái hộp thuốc y tế vậy? À đây. Raider ơi, có rồi nè Raider. Ôi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi hả? Ủa hồ dí à. Nè Raider ơi, có thuốc rồi nè, chỉ cần uống này vô là khỏe hả? Ôi, đỡ quá. Ôi, Raider đã khỏe rồi. Mà bây giờ cũng khuya rồi. Mình có để sẵn giường cho mấy bạn rồi đó. Thôi bây giờ mình đi ngủ đi, rồi mai mình ăn sinh nhật nha. Trời, ăn sinh nhật lớn dữ vậy? Ăn 2 ngày 1 đêm luôn hả? Tại Tim là con nhà giàu, con đại gia mà, mình tổ chức mấy ngày là không được. Rồi thôi, đi lên lầu ngủ thôi mấy bạn ơi. Ủa ngủ ở phòng nào vậy Tim? Đây. Nè, mình có làm sẵn giường tầng rồi nè, mấy bạn cứ chui vô đây ngủ là được. Rồi, chúc mấy bạn ngủ ngon nha, mai gặp lại. Cảm ơn Tim. Chị. Giờ mình làm gì chị? Trời, giờ thì ngủ thôi em ơi. Tim đứng đợi kìa. Raider, ngủ đi Raider. Đang ngủ mà ngồi dậy chi vậy? Ngủ đi. Mấy bạn ơi, trong lúc chờ đợi Lucy ngủ, mấy bạn nhấn nút like yêu thích video nha, để cho Lucy có động lực nữa nè. Chứ Lucy nhớ có nhận tin ghê lắm á. Ý, Tim đi rồi kìa mấy bạn ơi. Thôi ngủ luôn đi. Mệt quá rồi, thức không nổi nữa rồi. Hello, good morning, chào mọi người. Sáng rồi, xuống ăn sáng thôi. Ô, mới đó mà sáng rồi hả? Trời ơi, buổi sáng mà Tim cho mình ăn đồ ăn đã quá vậy. Tim tự làm hả? Đúng rồi, mình tự làm á, mấy bạn ăn sáng đi chứ để đói bụng. Wow, được nguyên cái bánh luôn. Ngon quá. Nhâm. Chúc mấy bạn ngon miệng nha. Bây giờ mình phải đi ra ngoài xíu. Mình có việc, mình sẽ quay lại liền à. Ủa sao Tim đi hoài vậy ta? Mình đi tới mình ăn sinh nhật của Tim mà Tim cứ bỏ ra ngoài hoài vậy. Ôi chị ơi, mỗi lần mà Tim đi ra ngoài là có việc đó. Việc gì? Thì con quái vật đó. Ha, mỗi lần mà Tim đi là có chuyện à. Thôi, hy vọng lần này không có chuyện gì xảy ra đâu. Chị Lucy, đi ăn sinh nhật gì mà buồn chán quá, không có gì làm hết á. Giờ mình làm gì đi chị? Nè mọi người, hay là mình suy nghĩ về cái con quái vật ngày hôm qua không? Ha, nhìn nó giống như con nhện tinh vậy đó. Mà nó tào ghê quá à. Nó còn bắt 2 người bạn của chúng ta rồi đó. Lucy thấy chỗ này không có được an toàn lắm nha. Hay là mình đi về đi. Chứ ngày hôm qua tụi mình mém nữa là bị tẩn rồi. Giờ ở đây nữa, lỡ bị tẩn luôn sao? Tim. Ủa Tim sao đôi mắt bị đỏ chót vậy? Không xong rồi mấy bạn ơi. Tim đã bị con nhện tinh nó thôi miên rồi. Đôi mắt đỏ chót kìa. Đã đến lúc kết thúc cuộc chơi ở đây. Ở những con người nhỏ bé kia. Trời ơi. Tim đã bị thôi miên rồi. Hả? Sao Tim có thể nhảy được từ dưới đất lên vậy? Trời ơi mấy bạn quên rồi hả? Con nhện nó có thể leo tường mà. Quên nữa. Bây giờ Tim đã là con nhện tinh rồi, cho nên á Tim có thể leo tường, đi từ dưới mà nhảy lên trên lầu lúc nào cũng được kìa. Trời ơi, mình phải chạy cầu thang cũng xì khói luôn, còn Tim nó nhúng một cái lại chạy lên rồi. Trời ơi, kiểu này chắc mình bị dí tiêu luôn quá, sao mà thoát cho được đây. Nè, mình nghĩ là đi chui xuống tầng hầm đi, tầng hầm là an toàn nhất đó. Trời ơi, nếu là con nhện thì giờ mình chui tầng hầm hay mình lên lầu gì nó cũng lên được hết trơn á. Phải không chị? Thì đó, mấy em ở nhà mấy em nhớ coi, con nhện nó đi được khắp mọi nơi mà. Ok, nhảy xuống hầm. Ôi trời ơi, tầng hầm này bị khóa lại rồi. Ê, lỡ tiền mà đi xuống đây thì sao ta? Mình hết đường trốn rồi, mình bị vô hẻm cụt. Trời ơi, bây giờ mình phải đi ra ngoài thiệt là nhanh, ở đây nguy hiểm quá. Giờ sao chị Lucy? Từ từ để chị bình tĩnh coi. Có vẻ như là chỉ có còn một con đường duy nhất là con đường phía trước này thôi. Tụi mình phải thoát ra được. Rồi thôi, tiến về phía trước đi mấy em. Ồ, cái này giống mê cung quá chị ơi. Mà mê cung thì em đâu có giỏi đi. Em không có biết tìm đường. Được rồi, mê cung thì để cho chị. Em theo chị nè. Dạ. Ôi, đường cung ơi, quẹo lại. Nói về đi mê cung thì chị Lucy là trùm luôn. Nên tụi em tin tưởng chị, tụi em sẽ theo chị. Được cửa rồi nè. Wow, hay quá vậy chị Lucy. Ê, cuối cùng tụi mình cũng ra được rồi. Ui, nhưng mà không. Trời ơi, sao dưới cái tầng hầm này lại có lava vậy? Chị Lucy ơi, em nghĩ tụi mình á, phải băng qua bên đó luôn đi. Chứ mình đứng đây là một hồi á, Tim sẽ dí theo mình đó. Trời ơi, Tim sao tự nhiên lại bị con nhận tin thôi miên rồi. Ôi, bây giờ chỉ còn cách nhảy thôi chứ biết sao giờ. Nhảy. À, nóng quá, trời ơi. Mấy bạn ơi, nóng quá. Tất cả tụi mình đều bị đỏ rực lên luôn kìa. Ơi, cái này mà lọt xuống thì chỉ có mà tặng thôi nha. Wow. Ý da, cái gì vậy? No. Ơi, cuối cùng qua được rồi. Ủa, nhưng mà sao bên kia thì nó đỏ rực, còn cái chỗ này thì nó thu vậy ta? Giờ sao đi? Tụi em nghe lời chị Lucy hết. Chị muốn tụi em sao? Khoan, để chị suy nghĩ thôi. Ủa, hồi nãy đi đông lắm mà, đâu hết rồi? Chị ơi, bị Tim bắt lại hết rồi, con nhận tin nó bắt hết rồi. Giờ còn có 4 chị em mình thôi đó. À, bây giờ mình cũng hết đường quay trở lại rồi. Thôi chờ chị nghĩ mình tiến về phía trước luôn nha. Chị ơi, em sợ bóng đêm. Rồi, đi theo sau lưng chị. Hả? Trời ơi, thì ra là nó dụ mình mấy bạn ơi. Chỉ đi qua cái chỗ bóng đêm nó cũng tí xíu à. Bây giờ ra đây lại là lạnh quá. Trời ơi, cánh đồng băng tuyết. Trời ơi, cái khu rừng này cây bị tuyết bao phủ hết rồi. Chấm nhắc luôn rồi. Còn cái nền nó cũng bị bao phủ rồi kìa. Ôi mấy em ơi, đằng kia có phải là khu cắm trại không vậy? Chị thấy có mấy cái lều với lại có lửa kìa. Ôi, vậy chạy vô. Trời ơi, trời lạnh như vậy mình chỉ mong là có lửa thôi. Không có ai ở đây vậy? Định qua đây xin họ ở ké cái liều mà giờ không có ai hết. Thôi, bây giờ mình sử dụng trước luôn đi. Cấp bách quá, chứ không tụi mình lạnh một hồi tụi mình xỉu á. Bây giờ tụi mình phải đi tìm củi để mình đốt thành một đống lửa. Có mấy cây vậy chị Lucy? Chị nghĩ cỡ tầm 5 cây thôi. 5 cây là được. Rồi, đi tìm thôi. Trời ơi, nguyên một cái cánh rừng này toàn là tuyết không à, lạnh ngắt luôn à. Nhanh lên mấy em ơi, một hồi nữa tối xuống á là càng lạnh hơn nữa đó. Lạnh qua. Em tìm được rồi chị. Ơi, được 2 cây, chị tìm nữa là 3 cây rồi nè. Cố lên mấy em, khoảng 5 cây là chúng ta có thể đốt được lửa trại rồi đó. Trời ơi, đang chạy trốn con nhận tin, cuối cùng thành tụi mình đi cắm trại luôn. Vui quá. Chị, đốt lửa được rồi nè chị. Ok, vậy là mình không sợ bóng đêm nữa rồi. À, trời ơi, mưa. Mấy ơi, chạy vô. Nếu không mình sẽ bị lạnh quá và mất máu đó. Ủa, còn một em nữa đâu? Dạ, bạn đó lạnh quá nên bị tẩn rồi chị. Trời, hồi nãy 4 người giờ còn có 3 người hả? Dạ, còn có 3 chị em mình thôi đó. Ôi, hú hồn, hên là có cái liều này nha, nếu không có mình không biết sao luôn nha. Trời lạnh rồi mà còn gặp mưa nữa. Mưa này giống như mưa tuyết vậy đó. Cái nước nó lạnh cực kỳ luôn. Thôi, đứng đây đi, đợi hết mưa mình ra. Vừa hết mưa kìa. Yes. Mấy em ơi, chị nghĩ bây giờ mình lo mình đi ngủ sớm đi, để còn có sức khỏe nữa. Nhưng mà chị ơi, em đói bụng quá, em ngủ không được. Vậy hả? Vậy bây giờ đi ra ngoài đi, hết mưa nè. Mình ra ngoài mình đi tìm vài trái táo mình ăn đi. Mỗi đứa ăn cỡ một cái là no à? Dạ. Đi 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 đi. Chị ơi, em lượm được một cái rồi nè. Em cũng lượm được một cái rồi nè chị. Đây em có một cái cho chị nè. Ok, cảm ơn em. Rồi, mọi người đừng trái táo. Ăn thôi, ăn thôi. À, chuyện gì xảy ra vậy? Ủa đây đó, em sao vậy? Chị ơi, trong táo, quả táo em ăn nó bị hư rồi. Ôi đau bụng quá. Trời ơi, sao em xui xẻo quá vậy? Lúc ăn bánh kem thì cũng bị dị ứng, còn giờ ăn táo gặp trái táo hư nữa chứ. Chị ơi cứu em. Raider, Raider. Rồi xong, Raider tặng luôn rồi. Ôi chị, vậy giờ còn em với chị thôi hả? Ôi Raider ăn trúng trái táo độc rồi. Bây giờ mình đâu có cách gì mình cứu được. Ở đây đâu có bệnh viện đâu mà cứu. Ôi trời ơi, em sợ quá chị ơi. Chị, hay là giờ mình đi ngủ đi. Rồi tới sáng mai mình khỏe lại rồi mình tính đường mình trốn thoát chị. Ừ vậy thôi chứ biết sao giờ. Giờ đi nguyên một xe bớt luôn. Bây giờ còn hai chị em mình sống sót à. Ơi nằm xuống ngủ đi em. Dạ. Good morning, em chào chị Lucy. Ôi ngủ một giấc đỡ quá. Mới đó mà sáng rồi. Thôi bây giờ mình đi tìm lối thoát đi. Chị nghĩ phải có cái chỗ thoát ở đâu đó quanh đây nè. Bây giờ mình đi tìm đi em. Dạ. Ôi ơi đâu ra. Em nhìn phía đằng kia kìa. Chị nghĩ đó là lối thoát á, mà nó bị bít kín lại rồi. Vậy giờ sao chị? Em muốn về nhà, em muốn về nhà. Chị nghĩ là bây giờ mình phải đi tìm một cái dụng cụ gì đó để mình phá cái gỗ này ra. Chứ mình dùng tay không mình phá không có được đâu. Kìa 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 đó. Đó mình nhìn xuyên qua kia thấy có ánh sáng kìa. Đó là lối ra đó. Dạ vậy bây giờ mình đi tìm cái dụng cụ đi. Ý chị em thấy rồi nè. Chị ơi em phá được cái cửa rồi. Wow Laura giỏi quá vậy. Tìm nhanh mà phá cũng nhanh nữa. Ý, chiếc xe buýt của mình kìa. Chiếc xe buýt đưa tụi mình tới đây đó. Yeah, vậy là mình được về nhà. Mình được về nhà chị ơi. Lên xe, lên xe. Ủa, bắt tài xế nè. Bắt tài xế ơi. Bắt bị sao vậy? Claudia ơi, bắt tài xế tẳng rồi. Hình như là Tim đã đến đây và gặp bắt tài xế trước chúng ta rồi. Nhưng mà tại sao? Tại sao Tim lại muốn tiêu diệt tụi mình? Thì em biết rồi đó. Lúc mà mình gặp Tim là đôi mắt Tim đã đỏ lên rồi. Chị nghĩ Tim đã bị con nhện tinh đó thôi miên rồi. Vậy giờ sao đi chị? Chị nghĩ là bây giờ mình lo thoát đi. Còn chiếc xe buýt nè, leo lên xe đi luôn. Ý, em thấy trong cái áo khóa của bác tài xế có chìa khóa nè. Ok, vậy mang lên mình khởi động xe mình đi luôn đi. Ồ, cuối cùng xe buýt cũng khởi động được rồi. Đi thôi em ơi. Không thể tin được là tụi mình có thể thoát ra ngoài được. Ôi thở phào nhẹ nhõm đi. Tụi mình chuẩn bị đi về trường. Đừng lo lắng gì nữa nha em. Nhưng mà chị ơi, lỡ mình đang chạy về rồi con nhện nó dí theo sau mình sao? Không đâu, không đâu. Mình đã ngồi xe buýt đi lâu thiệt là lâu rồi mà. Nè, chỉ cần đi hết cái con đường này là mình về tới trường của mình rồi. Ôi mà chị Lucy ơi, chị ngồi ngay trước mặt em hả? Ủa làm sao? Thì chị ngồi gần em nãy giờ nè. Chị ngồi trước em mà. Vậy ai lái xe buýt vậy? Hả? Ui không thể tưởng tượng được. Sao chiếc xe buýt này không ai lái mà nó chạy vậy nè? Hay là con nhện tinh nó đã lên đây nó lái xe rồi. Thôi bình tĩnh em. Để chị xem lại thử. Ôi chuyện gì vậy? Xe buýt của mình đi trái rồi. Có khi nào là do con nhện tinh không vậy? Không, anh nhìn kỹ lại kìa. Như xe buýt của mình nó tông vô cái rào á, cho nên nó mới bị tai nạn và phát cháy nè. Em muốn về nhà. Giờ xe buýt cháy rồi sao về nhà đâu đây? Em đừng buồn nữa. Nếu tối nay mình không về nhà được thì thôi mình vô nhà của người dân ở đây xin ở lại một đêm đi. Ở đây có ngôi nhà nè. Ý chị ơi, chị thấy này quen quen không vậy? Nhà này là của... Nhà này là của Tim. Hả? Mình đi cả buổi trời mà sao bây giờ quay trở lại ngôi nhà này vậy? Vậy bây giờ tính sao đây chị? Hay là mình cứ vô tổng đi. Mình lén mình vô tổng để coi thử có cái điện thoại nào không. Mình sẽ dùng nó để mình gọi điện gì cho ba mẹ mình. Chứ còn mình đứng đây hoài á, cũng đâu phản cách đâu. Nhưng lỡ vô trong đó mình bị bắt thì sao chị? Vậy bây giờ tụi mình đưa ra ý kiến nha. Em muốn vô hay là không? Chị sẽ chọn đi vô nhà để tìm cái điện thoại. Thôi nếu chị vô em vô theo chị chứ, món quà này em sợ lắm. Ok, vậy đi theo chị nha. Dạ. Đi theo sau chị nè. Thôi rồi, bây giờ tụi mình đi tìm cái điện thoại đi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhưng mà em đừng có bật ra tiếng động nha, có thể tìm ra ngủ rồi đó. Dạ chị. Thôi, đi tìm cái điện thoại thôi. Điện thoại có trong em vậy? Không có. Trong phòng ngủ này cũng không có. Chị ơi đừng có vô nữa, vô trong từng phòng lỡ gặp Tim ngồi trỏng sao. À chị thấy rồi, ở ngay nhà bếp nè, có cái điện thoại. Được cứu rồi, được cứu rồi, gọi thôi, gọi thôi. Trời, điện thoại này xài sao vậy ta? Có 4 nút à? Ôi không, trời ơi. Tao cái điện thoại này bấm không có được. Claudia ơi, em đâu rồi? Không, chị ơi, cứu em, cứu. Rồi, xong phim thôi tiêu rồi. Claudia bị bắt rồi, còn Lucy không gọi được điện thoại. À, quái vật xuất hiện rồi. Tặng. À, một cái kết thúc mà không thoát nổi với bạn ơi. Và Lucy đã review xong cái trò chơi Birthday Story. Kết cục game nó là vậy đó. Ai, cũng thoát không được à. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Bye bye.